Nó lại là đẳng cấp luôn. Lắc lư nhún nhảy. Em thấy mình thật dễ thương. Màu trong đôi mắt em là một màu nắng nhẹ nhàng. Mẹ chúc em hôm nay thì tốt nha. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng. Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Tình yêu xưa tan đi buồn xa em đơn. Em như anh sáng mơ giữa ngân hà tình ta có phai. Đèn nhiều màu sáng đẹp trời. Hẹn hò internet anh đẹp trai hẹn đi chơi. Váy đẹp hồng góc hấp bụng hồ hởi. Tới giờ điện thoại hoãn lại cancel nghỉ chơi. Đen như là mới làm được tiền. Chuẩn bị kế hoạch PR mà cho nên nổi tiếng nha. What you gonna do about it? Đó có phải là yêu hay không, tại sao lòng anh lại tin hỏi. Đó có phải một mối khi hai mình mong về lâu đài. Đó là lời anh ước với tương lai hai ta sau này. Có nụ hồng không phải feel lonely after midnight. Đó có phải là... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.